Trong clip cái bưu phẩm này thì là đơn của một em có tên là Hân á, nhưng mà em ấy nhờ bố em ấy nhận hàng là Huy ha. Ok thì bây giờ mình sẽ gói đơn cho em ấy nha. Thì em ấy có đặt bên mình là một cái em Animal Donuts này, em Hamster Bully á mọi người. Em này mình bán với giá 200.000 thôi mọi người nhìn nha. Rất là xinh ha. Đó, mọi người có thể nhìn nha, còn có cả hộp của em ấy nữa. Mọi người biết là 200.000 là một cái giá quá là rẻ cho một cái em sở hữu hộp như thế này rồi ha. Đó, thì đây là đơn em ấy. Và đây là một cái cut mà mình tặng cho em ấy ha. Đó, không quên là mình sẽ xịt một ít nước hoa cho nó thơm. Theo là đơn của một bạn ha mọi người. Thì có rất là nhiều bạn đặt luôn nên là mình sẽ không đặt tên ha. Thì đấy là một em Honey này nha mọi người. Rất là xinh luôn ấy, siêu xinh luôn ha. Một em gấu tím như thế này ha. Mình tặng quà cho bạn ấy là một cái em cún như thế này. Và một cái cup này của mình ha. Thì đây là cái mà bạn ấy đặt nha. Và mình cũng xịt một miếng nước hoa cho thật thơm mọi người ạ. Cảm ơn bạn ủng hộ mình nha. Và mình sẽ đóng đơn này và gửi cho bạn ấy. Bạn ấy cũng đã trả cho mình rồi á. Người thì tiếp theo là đơn của một bạn này. Thì bạn ấy là bạn Khánh Linh nha mọi người. Đây mình coi là xem. Bạn Khánh Linh mình chưa có ghi trên đây mọi người. Wow, thì bạn ấy đặt bên mình là một cái em này. Bạn này chuyển khoản rất là nhanh, nhanh gọn lẹ mọi người ạ. Bạn ấy đặt kiểu mình đang chặn hàng mà ấy lấy luôn. Đấy, thì mình cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã kiểu ủng hộ và mở hàng cho mình một cách như thế nha. Ok thì đây là đơn của bạn ấy. À, mình sẽ đưa cho bạn, mình sẽ tặng cho bạn ấy một cái cup này và một quả cam rất là xinh xắn đáng yêu mini Nhật đấy mọi người ạ. Thì đây là đơn hàng của bạn ấy nhé. Đó, mình sẽ cũng sẽ xịt một miếng nước hoa cho nó thơm ha. Đó. Mọi người thì tiếp tục sẽ là một đơn vừa bán trên Facebook ha mọi người. Thì mình vừa bán hàng trên Facebook, Instagram, Zalo và Shopee luôn. Nên là bạn nào có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho mình để mua hàng nhé. Mình bán giá rất là rẻ một cái em này. Em này nha, mình nói thiệt luôn là giá 350-300. Thì không nói dạo đâu của Creamy Candy. Những cái em như thế này, nhỏ như thế này thì thường rất là đắt. Và một cái cặp này là 150 mọi người ạ. Lỗi như thế này, lỗi ở mặt mà 150. Thì tức là mình thấy là bình thường là hồi xưa mình mua là 390 đấy mọi người. Bây giờ giá vẫn thế thôi. Nhưng kiểu đợt này là mình nhập ấy, ở xưởng ấy nên là giá nó sẽ khác ha mọi người. Thì mình sẽ tặng cho bạn ấy một cái cup này của mình ha. Về mình cũng xịt một miếng nước hoa cho nó thơm nhá mọi người nhá. Cảm ơn bạn ủng hộ mình nha. Thì mình sẽ đi đơn của các bạn vào chiều nay nhá. Mọi người thì tiếp theo là đơn của một bạn có tên là Yến Hồng. À cái em này này mọi người, em ấy mua ủng hộ mình một lần rồi quả chuối. Em ấy chuyển khoản rất là nhanh gọn lẹ, nói chung kiểu mua hàng kiểu uy tín á. Đó, thì em ấy đặt bên mình chỗ mọi người 250 cho một em này. Em này mới nha mọi người, không lỗi của ai lum mình cho mọi người coi. Thật sự luôn là mình không hiểu sao mình bán giá rẻ. Mình nói chung là mình nhập được giá nó kiểu vừa phải thì mình sẽ bán cho mọi người giá rất là rẻ luôn. Thế là mọi người cứ yên tâm nhá. Mùi em này thơm nồng nặc mà mới tinh luôn mà 250 thì kiểu mình là mình cũng mua mọi người ạ. Kiểu sao ta, kiểu nó rẻ quá mức á mọi người. Rẻ hơn kể kiểu ở mấy cái xưởng nhỏ lẻ bên nước ngoài luôn. Thì đây là một cái em hộp I Bloom này. Tiếp tục là bạn ấy có em ấy có đặt với mình là một em đậu hũ I Bloom siêu mới. Em này mọi người biết là có một mấy người bán 450-490, mình bán 300. Mới tinh nha mọi người ơi. Rất là xinh. Em ấy có đặt bên mình là một em Sanrio như thế này. Mình xin lỗi mọi người nha, tại vì mình vừa mới đi học về nên là tay mình bị dính bút mực mọi người ạ. Mình viết bài nhiều quá. Em ấy còn đặt bên mình là cả một em Honey này nữa. Trời ơi, em Honey Toss. Trời ơi, em này rất là xinh. I Bloom mới tinh luôn mọi người. Siêu mềm luôn mà mình không dám bóp. Của hàng của bạn ấy mà mọi người. Một em Onion Pancake mới tinh của I Bloom luôn. Mọi người, mấy em I Bloom mà mình bán 250, ai cũng khen lẻ luôn đó mọi người. Tại vì người ta biết giá thật sự của mấy em này mà mọi người. Rất là xinh. Hôm qua mình tặng cho em ấy nha. Thì đây là đơn em ấy. Mình cũng không quên là xịt một miếng nước hoa cho nó thơm ha. Rồi, xịt rồi nha. Tiếp theo là đơn của một bạn có tên là Hải Yến. Thì tổng là 170k ha mọi người. Thì bạn này đơn mà em cứu như thế này. Bị lỗi rất là nhẹ, nói chung bị defect rất là nhẹ và giá rất là rẻ ha. Hạt rẻ lắm mọi người. Mình tặng cho bạn ấy một cái cut của mình. Không quên là xịt một miếng nước hoa cho nó thơm. Rồi,
Cảm ơn bạn ủng hộ tôi nha. Ok mọi người, thì tiếp theo là đơn của một chú có tên là Phúc Nguyễn. Chắc là vậy mọi người ạ. Phúc Nguyễn thì chú này là người lớn hình như là đặt cho con đó mọi người. Thì đây là một cái cây kim mà mình tặng cho bạn ấy nha. Đó, là một cái khát. Thì đây là đơn của chú Phúc Nguyễn. Thì chú đặt với mình là một em Super TV Poly này, rất là xinh. Đó, rất là xinh, siêu to, siêu bự khổng lồ luôn. Đó, em này mới toanh nha mọi người. Đó, em này là em TV Poly á, Archer Hamster. Rất là xinh và to đùng luôn. Và mình sẽ xịt một miếng nước hoa cho nó thơm ha. Đó, cảm ơn bạn ủng hộ mình nha. Mọi người thì tiếp theo đơn của một bạn có tên là Trần Khánh Như ha. Trời má, mình để một cái hộp rất chắc chắn. Cái hộp stereo này mình, nó bị nhẹ thôi mà mình đã đảm với mọi người, với mình cũng đã lấy rất là tệ rồi. Em Sanrio này rất là chậm tăng về, rất là mới, nói chung là rất là xinh ha. Thì là đơn của một chị này rất là gọi là người lớn đó mọi người. Chị này cũng mua cao này nên mình gọi bằng cô luôn đó mọi người. Thì chị ấy đặt bên mình là một cái em mì nền pancake này. Em này lỗi cũng gọi là vừa phải, không phải lỗi nặng đâu, lỗi nặng đâu mọi người, mà mình bán có 2,5 đó mọi người, là giá gọi là bèo nhèo lắm luôn á. Đây là con mèo của chị ấy ha mọi người. Đó, đến này pancake đây, mình để cái này cho mọi người coi cho mình dễ. Đó, ok, về đây là cái khác mà mình kèm trong đơn của chị ấy nhé. Cảm ơn chị đã ủng hộ em nhé. Và mình cũng không quên là xịt một cái nước hoa cho nó thơm ha mọi người. Rồi, tiếp theo là đơn của mấy bạn. Thì bạn này đã chuẩn bị hết cho mình rồi, bạn Thảo mọi người. Thì bạn ấy đặt là một cái chân quay rất là, này mình đã kiểm rồi ha. Rồi bạn em sushi của bơm như thế này ha. Đó, mình có kiểm quà tặng cho bạn ấy nha. Cảm ơn mẹ ủng hộ mình. Cảm ơn Thảo sushi.